Thế giới này là một vòng luân hồi, vạn vật sinh ra và rồi chết đi, để sự sống một lần nữa được tái tạo. Những đế chế hưng thịnh và rồi suy tàn theo dòng các thời gian và rồi trỗi dậy một lần nữa. Trong video này, tôi sẽ kể cho các bạn về sự thành hình và sụp đổ của một đế chế hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử Runeterra và sự tái sinh của nó sau hàng ngàn năm. Lịch sử Runeterra không ghi rõ đế chế Surima đã thành hình như thế nào, nhưng nhiều khả năng nó đã bắt nguồn từ những cư dân du mục trên vùng sa mạc rộng lớn ở phía nam lục địa Valoran. Nhờ cuộc sống du mục, họ đã học được những kiến thức từ ma thuật nguyên tố ở Stan, kết hợp với sức mạnh thiên giới của Targon, và sau nhiều lần thất bại, những cư dân đầu tiên này đã thành công xây dựng những công trình mang tên Đĩa Mặt Trời tại ốc đảo Bình Minh, đánh dấu sự khởi đầu của một đế chế. Với Đĩa Mặt Trời, người Surima đã có thể tạo ra các thể thăng hoa. Họ là những người được chọn với một cuộc đời xứng đáng. Trong những thời khắc cuối cùng của mình, họ sẽ được bước lên đỉnh tòa tháp, trải qua một nghi thức biến đổi đau đớn. Và rồi dưới ánh mặt trời, họ tái sinh để trở thành những thực thể thần thánh. Họ tự gọi mình là Sunborn hay những kẻ sinh ra từ mặt trời. Đó là lần đầu tiên phàm nhân chạm đến sức mạnh của các vị thần. Mỗi thể thăng hoa đều mang sức mạnh thể chất hoặc phép thuật vô song và có cuộc sống trường sinh. Dẫu vậy, họ vẫn có thể bị giết chết trong chiến đấu. Thể thăng hoa đầu tiên, Setaka, nữ hoàng chiến binh của người Surima, đã dương cao thanh thập tự kiểm Jalika huyền thoại và lãnh đạo các thể thăng hoa khác cùng quân đội Surima cho cuộc chinh phạt đầu tiên của họ. Với những chiến binh mang sức mạnh của cả một đạo quân loài người, đế chế nhanh chóng đè bẹp các bộ tộc khác. Trong nhiều thế kỷ tiếp theo, Surima đã thống nhất toàn bộ vùng sa mạc rộng lớn kéo dài từ rừng Estan đến chân núi Targon. Người Surima cai trị đế chế của mình theo chế độ các thành bang, với mỗi thành bang có một chính quyền tự trị riêng, nhưng tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của thủ phủ Surima. Đế chế Surima đã trải qua 9 thế kỷ và phát triển đến mức cực thịnh. Sức mạnh của họ là tuyệt đối với một đạo quân thăng hoa đông đảo và bất khả chiến bại. Tuy nhiên, có một sự kiện đã đánh dấu sự đi xuống và dần lụi tàn của đế chế. Ở một thành bang hưng thịnh mang tên Ikathia, do bất mãn với sự phân biệt đối xử của đế chế đã nổi dậy khởi nghĩa. Chiến tranh bắt đầu khi quân Ikathia bắt đầu tấn công những tiền đồn của đế chế ở phía nam, và một đạo quân tinh nhuệ mang tên Kohari được dẫn đầu bởi vị chiến tướng dũng mãnh Saitrak Kerin Ikanthun đã đánh bại và lần đầu tiên trong lịch sử kết liễu mạng sống của một thể thăng hoa. Nổi điên bởi điều đó, thủ phủ đã mang một đạo quân hùng hậu tiến đến Ikathia với ý định san phẳng thành bang này. Tuy nhiên, những chiến binh và pháp sư thiện chiến của Ikathia đã chiến đấu ngoan cường và đã có lúc chiếm ưu thế trước đội quân của Surima đông hơn gấp nhiều lần, nhưng vốn chủ yếu là nô lệ và lính đánh thuê. Dù vậy, thế trận đã nhanh chóng đảo chiều khi 12 thể thăng hoa do chính nữ hoàng chiến binh Setaka chỉ huy tham chiến, buộc quân đội Ikathia phải rút lui vào trong thành cố thủ. Không còn cách nào khác, Ikathia đã quyết định giải phóng thứ vũ khí bí mật mà họ đã chuẩn bị. Các pháp sư thi triển ma thuật và tạo ra những cánh cổng bên dưới lòng đất, giải phóng cho thứ họ gọi là hư không. Mặt đất nứt ra và những sinh vật ghê tởm không thuộc về thế giới này bắt đầu tràn khắp trận chiến. Ma thuật nguyên tố của người Ikathia là không đủ để chế ngự nỗi kinh hoàng nơi ngoại giới. Chúng nhanh chóng mất kiểm soát, tàn sát cả người Ikathia và Surima. Ngày hôm ấy, người Ikathia đã chiến thắng trong trận chiến với Surima khi toàn bộ các thể thăng hoa tham gia trận chiến ấy đều bỏ mạng, bao gồm cả Setaka. Tuy nhiên, cái giá mà họ phải trả là quá đắt. Ikathia vĩnh viễn bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Chỉ một số ít may mắn thoát khỏi trận chiến ấy. Trong nỗ lực cứu lấy người dân Ikathia, nguyên tố sư Zilean, lúc này vẫn còn trẻ, đã thi triển một loại ma thuật hùng mạnh, dịch chuyển tòa tháp của ông và toàn bộ cư dân lánh nạn bên trong ra khỏi dòng thời gian và không bao giờ trở lại Runeterra nữa. Trên chiến trường, chiến tướng Saitrak cũng nhận ra rằng Ikathia đã không thể cứu vãn. Ông nhặt lấy chiếc lồng đèn mang ngọn lửa nguyên tố thuần khiết từ Istan, thứ có thể đẩy lùi hư không, và lên ngựa rời khỏi Ikathia mãi mãi. Bị ảnh hưởng bởi hư không, cơ thể Saitrak cũng biến đổi một cách kinh hoàng, buộc ông phải giấu mình sau tấm áo choàng dài. Cái tên Saitrak Kerin Ikathun cũng chỉ còn là Jack, minh chứng cho sự tuyệt diệt của dòng dõi Ikathia. Cuộc chiến giữa đế chế Surima và hư không đã kéo dài trong nhiều năm sau đó, và dẫu cho người Surima đã có được chiến thắng cuối cùng, đẩy lui thành công hư không vào trong lòng đất và đóng khe nứt lớn nhất lại, họ đã phải trả những cái giá rất đắt. Rất nhiều thể thăng hoa đã hy sinh trong cuộc chiến, nhưng tệ hơn nữa là tác động của hư không đã mãi mãi biến đổi những thể thăng hoa còn sống sót. Những chiến thần trở về nhưng không còn mang vẻ ngoài cao quý như trước đây nữa. Hư không đã gieo vào tâm trí họ những nỗi ám ảnh và những suy nghĩ đen tối không thể nào chữa lành.
Không những vậy, việc tạo ra những thẻ thăng hoa mới lại càng khó khăn khi những nghi thức thăng hoa liên tục thất bại và giết chết những người được chọn, hoặc biến họ thành những bát cai, những con quái vật với hình dáng vặn vẹo và tâm trí cuồng loạn. Đế chế Surima vẫn còn tồn tại trong nhiều thế kỷ sau đó, dẫu cho nghi thức thăng hoa ở thời điểm này đã hoàn toàn bị ngừng lại và hoàn toàn không có bất kỳ thẻ thăng hoa nào được tạo ra trong nhiều triều đại. Hoàng tử Úc Asia được sinh ra với dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản. Dù vậy, ngài chưa bao giờ được sắp đặt để trị vì, bởi trước ngài còn biết bao người anh em khác. Tuổi trẻ của ngài là những chuỗi ngày vùi đầu trong đại thư viện, và đó cũng là nơi ngài gặp được người bạn thân nhất, đồng thời cũng là kẻ tử thù của mình. Một nô lệ vô danh được ngài đặt cho cái tên Serat, nghĩa là người chia sẻ. Dẫu cho cách biệt về thân phận, cả hai cùng chia sẻ đam mê với tri thức và lịch sử, đặc biệt thông qua các thẻ thăng hoa, những di sản sống về một Surima trường thịnh trong quá khứ. Biến cố đã xảy đến trong một chuyến tuần du hàng năm của Asia cùng vua cha và các anh của mình, khi một đám thích khách kẻ thù đã đột nhập với ý định ám sát hoàng đế cùng những người thừa kế của ông. Dẫu cho chiến thần Renekton đã tiêu diệt toàn bộ đội thích khách và bảo vệ được tính mạng cho nhà vua, toàn bộ những đứa con thừa kế ngai vàng của ông đều đã bị sát hại. Duy chỉ Asia may mắn sống sót nhờ vào sự dũng cảm của Serat. Trở về kinh đô, Asia đã kể cho phụ hoàng về sự dũng cảm của Serat và muốn ông ban thưởng cho Serat vì lòng dũng cảm của cậu, nhưng bị gạt phăng đi bởi trước mắt hoàng đế, Serat chỉ là một cậu bé nô lệ hèn mọn không đáng để mắt. Asia lúc đó đã thề rằng một ngày nào đó mình sẽ giải phóng cho người bạn thân và cả hai sẽ trở thành anh em. Tuy nhiên, mầm mống của sự căm hận và những âm mưu đen tối đã bắt đầu đâm chồi trong Serat. Giờ đây Asia đã trở thành người thừa kế duy nhất cho ngai vàng. Tuy nhiên, phụ hoàng lại căm hận ngài tột độ bởi những cái chết của những người anh em. Hơn nữa, hoàng hậu vẫn có thể hạ sinh thêm hoàng tử, và khi điều đó xảy ra, sinh mạng của Asia sẽ khó mà giữ nổi. Dẫu vậy, năm tháng trôi qua và hoàng hậu vẫn chưa thể hạ sinh bất kỳ đứa trẻ nào. Tất cả đều chết trước khi kịp chào đời. Nhờ vậy, Asia vẫn tương đối an toàn và ngày một tiến gần hơn đến vị trí ngai vàng. Trong lúc đó, Gerard ngày càng được Asia tin tưởng, giao nhiệm vụ tìm kiếm tri thức ở bất kỳ đâu để phục vụ triều đại sắp tới. Nhưng rồi hoàng hậu cuối cùng cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Ngay trong đêm ấy, một cơn bão khủng khiếp đã ập đến. Phòng của hoàng hậu bị những tia sét giáng xuống hết lần này đến lần khác, khiến cả ba lẫn đứa trẻ mới sinh đều thiệt mạng trong đám cháy. Hoàng đế phát điên vì đau buồn và tự sát khi nghe tin. Tuy nhiên, người ta đồn rằng ông cùng đội cận vệ của mình đã được phát hiện trước thềm cung điện, chẳng còn gì ngoài những bộ xương cháy đen. Sau cái chết của phụ hoàng, Asia nghiễm nhiên trở thành người trị vì tối cao của đế chế Surima, cùng với Gerard là cánh tay của nhà vua. Với sự lãnh đạo anh minh, đế chế đã trở lại thời kỳ thịnh vượng như trong quá khứ. Khi vương quốc đạt đến sự hưng thịnh tột cùng, Asia tuyên bố rằng ngài sẽ tiến hành nghi thức thăng hoa, rằng đã đến lúc ngài có được một vị trí bên cạnh những vị thần bất tử và biến Surima thành một đế chế trường tồn. Rất nhiều người phản đối điều đó, bởi những nghi thức thăng hoa đã không được thực hiện trong rất nhiều năm. Hơn nữa, các tư tế mặt trời mới có được quyền chỉ định người sẽ thực hiện nghi thức thăng hoa, chứ không phải cuồng vọng của một hoàng đế. Tuy nhiên, sự tự kiêu của Asia lúc này đã quá cao và ngài đã hành quyết tất cả những kẻ lên tiếng chống đối. Ngày diễn ra nghi thức đã đến, Asia bước về phía đài thăng hoa, được hàng nghìn chiến binh và hàng vạn thần dân vây quanh. Riêng chỉ có hai người vắng mặt, đó là Nessus và Renekton, bởi họ đã được Gerard cử đi giải quyết một mối hiểm họa, một con quái thú lửa trỗi dậy nơi một hầm mộ cách đó hàng trăm dặm. Khi bước lên đỉnh của đĩa mặt trời, Asia đã có một hành động khiến Gerard sững sờ. Ngài quay sang và tuyên bố trả tự do cho hắn cùng tất cả nô lệ ở Surima. Ngài ôm lấy hắn, gọi hắn là anh em như lời hứa năm xưa. Nhưng hành động của ngài đã quá muộn màng, bởi nỗi thù hận và âm mưu suốt nhiều năm của Gerard đã không thể dừng lại. Asia không biết được rằng Gerard không chỉ nghiên cứu lịch sử và triết học trong hành trình tìm kiếm tri thức, hắn đã tìm đến ma thuật hắc ám, và khao khát tự do trong hắn đã dần trở thành hận thù cháy bỏng. Với ma thuật hắc ám, chính Gerard đã khiến cho hoàng hậu sảy thai hết lần này đến lần khác. Và rồi khi hoàng hậu hạ sinh được một hoàng tử mới, chính hắn đã triệu hồi cơn bão ma pháp khủng khiếp thiêu cháy cả bà lẫn đứa trẻ mới chào đời. Khi bị hoàng đế phát hiện, hắn đã không ngần ngại sử dụng ma thuật để giết chết ông ta, và cũng chính hắn đã mở phong ấn hầm mộ giam giữ quỷ lửa nhằm tách Asia ra khỏi Nasus và Renekton, hai người duy nhất có thể cụ lấy ngài. Khi nghi thức đạt đến đỉnh điểm, người nô lệ cũ phóng thích sức mạnh hất văng Asia khỏi đĩa mặt trời. Không có vòng tròn cổ ngữ bảo vệ, Asia bị hỏa nhật nuốt chửng trong lúc Gerard thế chỗ ngài. Ánh sáng làm Gerard ngập tràn sức mạnh và hắn gầm lên khi cơ thể phàm trần bắt đầu biến đổi. Nhưng nghi thức thăng hoa vốn không dành cho Gerard, và mọi thứ còn tệ hơn bởi bên trong Gerard là một nguồn ma thuật hắc ám khổng lồ.
hai nguồn năng lượng chạm nhau tạo nên một vụ nổ khủng khiếp. Toàn bộ cư dân Surima bị thiêu rụi thành tro, những cung điện nguy nga trở thành những đống đổ nát hoang tàn và cả đế chế bị biển cát nuốt chửng. Đĩa mặt trời, biểu tượng của Surima sụp đổ, đánh dấu ngày tàn của một đế chế. Cảm nhận được chấn động từ vụ nổ, Neseth và Renaton đã vội vã trở về mang theo phong ấn từng giam giữ con quỷ lửa. Tuy nhiên khi họ đến nơi thì thành phố đã trở thành một cơn bão ma thuật kinh hoàng với mắt bão chính là Zerat. Trước khi tên pháp sư kịp phản ứng, Renaton ngay lập tức lôi tuột hắn vào bên trong chiếc quan tài phong ấn, trong khi Neseth chói chặt hắn bởi những sợi xích và ấn ký hùng mạnh. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ. Bản thân Zerat ở dạng người thường rất mạnh và khi sở hữu quyền năng của một thể thăng hoa, hắn là bất khả chiến bại. Hắn dễ dàng đập nát phong ấn dù những mảnh vỡ và xiềng xích vẫn gắn chặt vào phần cơ thể được tạo nên từ năng lượng ma pháp thuần khiết. Dù cố hết sức, hai vị chiến thần hùng mạnh bậc nhất Surima vẫn không thể đánh bại Zerat. Trong tuyệt vọng, Renaton đã lôi Zerat vào bên trong một hầm mộ không thể phá hủy và chỉ có thể được mở ra bằng dòng máu hoàng tộc. Ông yêu cầu anh trai mình đóng nắp hầm mộ. Dù đau đớn cùng cực trước sự hy sinh của em trai, Neseth buộc phải làm theo bởi đó là cách duy nhất để phong ấn Zerat. Renaton và Zerat rơi vào bóng tối vĩnh hằng và họ đã kẹt lại bên trong đó hàng ngàn năm. Sau khi đế chế sụp đổ, các thể thăng hoa còn sót lại không còn bất kỳ một hoàng đế hay một đế chế nào để bảo vệ nữa. Tha hóa và trống rỗng, chúng quay sang chém giết lẫn nhau để tranh giành đống tàn tích đã từng là đế chế Surima. Cuộc chiến giữa những vị thần đã gieo rắc vô vàn nỗi thống khổ và tai ương cho thế giới, và những phàm nhân sống sót chạy thoát khỏi trận chiến gọi họ bằng một cái tên mới đầy khinh miệt, Darkin, có nghĩa là chủng loài của bóng tối. Lo sợ trước mối hiểm họa từ chủng loài Darkin đối với sự tồn vong của Runeterra, các thượng nhân Targon đã phải nhúng tay can thiệp. Và hoàng hôn của các vị thần bắt đầu khi Tanaari, một thể thăng hoa với hy vọng đảo ngược nghi thức và trở lại làm người phàm, đã tìm đến Neseth và được ông chỉ đường đến vị trí hầm mộ của Setaka, nơi cất giữ thanh thập tự kiếm Chalika. Lấy được Chalika, Tanaari đã triệu tập một cuộc họp giữa các Darkin tại một đấu trường cổ nhằm tìm kiếm chủ nhân mới cho thanh kiếm huyền thoại. Lời tiên tri đã truyền rằng lưỡi kiếm sẽ một ngày nào đó được sử dụng bởi Sivunat Alahae, kẻ đem mưa. Đó là kẻ sẽ mang lại sự thống nhất cho Surima, hoặc cũng có thể sự tuyệt diệt cuối cùng. Dẫu vậy, tìm kiếm kẻ được chọn không hẳn là mục đích của Tanaari. Dưới sự chỉ dẫn của Miisa, một cô phụ tá người phàm bí ẩn, ông đã sử dụng Chalika nhằm tập trung sức mạnh ánh trăng và đảo ngược nghi thức thăng hoa, giết chết gần như toàn bộ các Darkin có mặt ngày hôm đó. Sau nghi thức, Tanaari đã trở thành người phàm đúng như khao khát của ông, nhưng đôi mắt đã trở nên mù lòa bởi ánh trăng. Tuy nhiên lúc này Miisa mới để lộ bản chất thực sự của mình. Cô chính là thể thân của thượng nhân hoàng hôn, kẻ mang sứ mệnh tiêu diệt các Darkin và khôi phục cân bằng cho thế giới Runeterra. Phản bội chủ nhân, cô cắt lấy trái tim của Tanaari, kết liễu mạng sống của ông. Từ đó, các thượng nhân đã tạo ra một loại ma thuật có thể bẫy chủng loài Darkin vào trong chính vũ khí của chúng. Họ trao vũ khí đó cho loài người, mở đầu cho ngày tàn của những vị chiến thần tha hóa. Lần lượt các Darkin còn lại như Atrox, Ras, Varus hay vô vàn những Darkin khác đều bị phong ấn trong chính những vũ khí của chúng. Dù vậy, những món vũ khí ấy vẫn mang sức mạnh tha hóa của các Darkin và phải được cất giấu cẩn thận khỏi bàn tay của nhân loại. Surima rốt cuộc cũng đã bình yên, dẫu cho vùng đất này giờ đây chẳng còn gì ngoài biển cát vô tận và những bộ tộc du mục sống rải rác. Hàng ngàn năm sau sự kiện đế chế Surima diệt vong, Cassiopeia, cô con gái út của nhà Dukuto của đế chế Knossos, đã đặt chân đến vùng sa mạc này. Mục tiêu của ả là tìm kiếm một thứ vũ khí có thể giúp gia tộc của mình chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới. Đi cùng một đội lính đánh thuê do Sivir dẫn đầu, họ đã đi sâu vào khu tàn tích của đĩa mặt trời năm xưa và vô số người đã phải bỏ mạng bởi những cạm bẫy dọc đường đi. Nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm đến được lăng mộ của những hoàng đế, nơi họ tin là cất giấu những thứ mà họ đang tìm kiếm. Chờ đón họ là một bức tượng đầu rắn khổng lồ, bên dưới là một cánh cửa chỉ có thể được mở khóa với thanh Chalika huyền thoại. Đó chính là món vũ khí đang nằm trong tay Sivir. Và chính trong lúc ấy, Cassiopeia đã phản bội lại Sivir, cắm ngập lưỡi dao vào lưng cô với tham vọng chiếm lấy nguồn sức mạnh cho riêng bản thân. Tước đoạt thanh thập tự kiếm trong tay Sivir, Cassiopeia đã mở cửa phòng ẩn. Đột nhiên, chiếc tượng đầu rắn sống dậy, nó cắm phập răng nanh vào da thịt Cassiopeia và thứ chất độc cổ đại đó thiêu đốt da thịt ả, dần dần biến đổi ả thành một con quái vật ghê tởm nửa người nửa rắn. Cánh cửa ngôi mộ mở ra và Renaton xuất hiện trong một hình thù ghê tởm và tâm trí điên loạn, kết quả của hàng ngàn năm bị giam cầm trong lăng mộ dưới những lời dối trá mà Zerat đã gieo vào đầu ông. Theo sau đó, Zerat cũng đã thoát khỏi hầm mộ đã giam giữ hắn trong hàng ngàn năm qua. Và khi tên pháp sư thăng hoa được giải thoát, chiến công cuối cùng và vĩ đại nhất của hai anh em Neseth và Renaton bỗng chốc tan thành mây khói. Về phần Sivir,
cô lê bước và rồi gục ngã, máu loang dưới nền đá lạnh. Tuy nhiên Sivir chẳng hề biết rằng cô là hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc Surima và máu của cô là chìa khóa đích thực kích hoạt ma thuật của điện thờ, một loại ma thuật mang sức mạnh tái sinh. Azir thức dậy từ ngôi mộ của ngài và loạn choạng bước ra khỏi đống đổ nát. Ngài đi ngang qua Sivir, lúc này đã gần như không còn sự sống. Dù chẳng quen biết, Azir vẫn cảm thấy một mối liên kết lạ kỳ với cô gái kia và ngài đã quyết định mang cô đến dòng nước của ốc đảo Bình Minh với hy vọng rằng nó có thể hồi sinh cô. Ốc đảo sau hàng ngàn năm đã trống rỗng và khô cằn, nhưng mỗi nơi Azir đặt chân đến, nước ngọt bắt đầu đong đầy bình nguyên đá. Azir đặt Sivir vào giữa dòng nước phục sinh. Khi máu được rửa trôi, chỉ còn lại vết sẹo mờ ở nơi lưỡi dao đã xuyên qua. Nhờ hành động quên mình đó, Azir đã thực sự trở thành một kẻ xứng đáng. Ma thuật Surima đã tái tạo Azir, biến ngài trở thành thể thăng hoa ngài hằng mong mỏi. Hào quang mặt trời bất diệt rót xuống cho ngài sức mạnh điều khiển cát. Azir nhấc tay, thành phố Surima cổ bắt đầu rủ bụi trỗi dậy từ lòng cát. Đĩa mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời và dòng nước chữa lành bệnh tật từng chảy giữa chân điện thờ lại được thấy ánh sáng. Như vậy là sau khi ngủ yên hàng ngàn năm bên trong lòng cát, những á thần của Surima lại một lần nữa trỗi dậy. Azir bắt đầu công cuộc xây dựng lại đế chế Surima, trong khi đó Naset vẫn tiếp tục lang thang đâu đó ngoài sa mạc, tìm kiếm người em trai Renaton giờ đã chìm sâu trong điên loạn. Serat bằng quyền năng khổng lồ của mình cũng đã tập hợp một đội quân hùng mạnh sẵn sàng thống trị vùng sa mạc rộng lớn. Tin tức về người bạn cũ Azir đã truyền đến tai hắn và hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để chấm dứt Azir một lần và mãi mãi. Vô số những người phàm cũng bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh của những vị thần, trong đó có cô phù thủy đá Talia, người phải đảm nhận trọng trách đưa cả bộ tộc của mình lánh nạn khỏi trận chiến sắp tới. Nhưng quan trọng nhất là Sivir. Dù được Azir cứu sống, cô vẫn tiếp tục bị đội quân Zedat truy lùng nhằm tận diệt dòng máu cuối cùng của hoàng tộc. Và cũng bởi cô chính là người sở hữu Chalika, cô đã được định mệnh sắp đặt để trở thành Sivunat Alahaye trong truyền thuyết. Tuy nhiên liệu Sivir sẽ chọn những gì định mệnh đã sắp đặt cho mình hay mở ra một con đường mới? Và ngoài sa mạc rộng lớn kia, từ sâu trong lòng đất, những khe nứt đã mở ra, mang theo một nỗi kinh hoàng mà cõi Runeterra chưa từng diễn kiến. Hư không đã đến.